Xin chào tất cả quý vị và các bạn, cùng đến với Xe 24 giờ để biết về thông tin về giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại cho 3 phiên bản của chiếc xe Toyota Vios. Đó là chiếc xe Toyota Vios G số tự động, Vios E số tự động và Vios E số sàn. Khi mà sang giữa tháng 5 này đang có chương trình khuyến mại như nào thì phép giới thiệu cho em một cách chi tiết cụ thể ạ. Tại sao mà giữa tháng 5 em lại lên cho em tiếp mà đầu tháng em đã lên cho em rồi? Bởi vì chiếc xe Toyota Vios sang giữa tháng 5 này lại có chương trình khuyến mại tốt hơn so với cả đầu tháng em nhá. Còn nếu mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh Xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, phép đi vào vấn đề chính luôn ạ. Đầu tiên giới thiệu cho em về một chiếc xe Toyota Vios G số tự động ạ. Với giá mít của chiếc xe này đang là 586 triệu ạ. Khi mà dụ các chương trình khuyến mại giữa tháng 5 này, năm ấy nồi đang là 620 triệu, còn trả góp thì đang là 178 triệu ạ. Còn là tỉnh thì đang là 596 triệu, trả góp thì đang là 154 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 614 triệu, trả góp thì đang là 173 triệu ạ. Còn một giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện là sao, chi tiết bánh như nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho về một chiếc xe Toyota Vios E số tự động ạ. Với giá miếc của chiếc xe này đang là 536 triệu ạ. Khi mà dụ các chương trình khuyến mại giữa tháng 5 này, năm ấy nồi đang là 579 triệu, còn trả góp thì đang là 167 triệu ạ. Còn là tỉnh thì là 555 triệu, trả góp thì đang là 144 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 573 triệu, trả góp thì đang là 161 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi về giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lãi suất hàng như nào thì anh em điền tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại sao quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp để một loại thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất cho em ạ. Ok, tiếp theo tiêu cho em về một chiếc xe Toyota Vios E số sàn ạ. Nó sẽ là bản thấp nhất của dòng xe Toyota Vios anh em nhá. Với giá mít của chiếc xe này đang là 483 triệu ạ. Khi mà dụ các chương trình khuyến mại cuối tháng 5 này, giữa tháng 5 này, năm ấy nồi đang là 522 triệu, còn trả góp thì đang là 152 triệu ạ. Còn là tỉnh thì đang là 500 triệu tròn, trả góp thì đang là 130 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 518 triệu, trả góp thì đang là 148 triệu ạ. Trong phần trả góp thì em tính vào cho anh em là anh em có thể vay được 80% giá trị của xe, thời gian vay lên tới 7 năm hoặc 8 năm đấy ạ. Và có thể hỗ trợ cho em là nợ xấu và tỉnh xa được em nhá. Ok, vậy video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại cho cả 3 phiên bản của chiếc xe Toyota Vios rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy video này xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhá, để em sẽ cập nhật về giá xe toàn bộ dòng xe của Toyota cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW cũng như rất nhiều xe thị trường Việt Nam để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn nếu mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh Xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép em sẽ dừng video đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này kìa ạ.